Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 9 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính. Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn điện trong mùa mưa bão tại Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Vĩnh Yên tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2011-2015. Người cao tuổi thị trấn Lập Thạch phát huy vai trò tuổi cao gương sáng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Để chủ động và có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão năm 2015, sáng ngày 8 tháng 10, đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Vĩnh Phúc có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên về việc thực hiện chỉ thị 08/CTCT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện các biện pháp an toàn điện trong mùa mưa bão và đảm bảo cung ứng điện các tháng cao điểm sử dụng điện. Thực hiện chỉ thị 08, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tới các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp cung cấp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, các tháng cao điểm sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về điện bằng nhiều hình thức như đưa tin, bài, phóng sự trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố, đồng thời phối hợp với đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc xử lý, giải quyết các vụ việc vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn. Đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát các tuyến đường có hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí chưa đảm bảo an toàn, có phương án biện pháp khắc phục, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 08. Các đơn vị cung ứng điện trên địa bàn rà soát đường dây sau công tơ đến hộ sử dụng điện đảm bảo an toàn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Thường xuyên cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến thế, phát quang hành lang bảo vệ an toàn lưới điện tại một số khu vực, chuẩn bị vật tư, thiết bị để kịp thời sửa chữa lưới điện khi có sự cố xảy ra. Ban dân vận Thành ủy Vĩnh Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2011-2015. Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phong trào đã không ngừng được đổi mới với nội dung hình thức phong phú, cách làm thiết thực, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. 5 năm qua, trên địa bàn thành phố đã xây dựng được 72 mô hình dân vận điển hình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới. Các đại biểu đã tham luận về phương pháp, kinh nghiệm, cách lựa chọn, phát triển các mô hình trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2015-2020. Tại hội nghị, ba đồng chí đã được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận, 11 tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2011-2015. Tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Vĩnh Phúc phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện và Ủy ban nhân dân xã Yên Phương tổ chức hội nghị tham quan đánh giá mô hình phát triển sản xuất nấm tập trung. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về phát triển mô hình trồng nấm tập trung với sự cung cấp giống nấm mộc nhĩ, nấm rơm, nấm sò của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp với quy mô 50 tấn nguyên liệu nấm mộc nhĩ, 50 tấn nguyên liệu nấm rơm và 100 tấn nguyên liệu nấm sò một năm. Mô hình nấm sò được thực hiện tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc và thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên. Kết quả cho thấy nếu thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thì chỉ sau một tháng nấm bắt đầu cho thu hoạch. Với thị trường tiêu thụ ổn định, giá dao động trong khoảng từ 30 đến 40 nghìn đồng một kg. Như vậy, với một tấn nguyên liệu thì có thể thu lãi khoảng 5,7 triệu đồng. Hơn nữa, việc sản xuất nấm đơn giản, dễ làm với nguồn nguyên liệu sẵn có từ các phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Đây là mô hình có những ưu điểm vượt trội, cần được nhân rộng nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương vừa tổ chức hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi lần thứ tư năm 2015. Tham gia hội thi có 13 thí sinh tiêu biểu là trưởng ban công tác mặt trận của 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh trải qua 4 phần thi đó là màn chào hỏi, giới thiệu về đội thi, bốc thăm trả lời câu hỏi, xử lý tình huống và thể hiện năng khiếu. Nội dung ở phần thi bốc thăm trả lời câu hỏi và xử lý tình huống được tập trung ở các vấn đề như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
một số kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác mặt trận tại địa bàn khu dân cư. Đối với phần thi năng khiếu, các thí sinh sẽ thể hiện năng khiếu hát, đọc thơ có nội dung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, xây dựng nông thôn mới. Thông qua hội thi, giúp các thí sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác mặt trận ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đội thi. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo đã tổ chức vòng thi chung kết hùng biện tiếng Anh năm 2015. Tham gia vòng thi chung kết có 20 em thí sinh của hai khối tiểu học và trung học cơ sở đã được tuyển chọn qua vòng thi sơ khảo. Tại vòng thi chung kết, các thí sinh bốc thăm một chủ đề ngẫu nhiên, có tối đa 10 phút để trình bày trước ban giám khảo và khán giả. Các thí sinh sẽ thực hiện phần trình bày của mình với 3 nội dung bao gồm chào hỏi, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, hùng biện về chủ đề đã bốc thăm và trả lời câu hỏi của ban giám khảo xoay quanh chủ đề thí sinh đã trình bày. Cuộc thi đã diễn ra trong không khí sôi nổi và sự tham gia nhiệt tình của các bạn học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Các thí sinh đã thể hiện được kỹ năng thành thục của bản thân với khả năng hùng biện tốt và tự tin trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Qua hội thi, huyện tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho huyện Tam Đảo tham gia dự thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh năm 2015. Những năm qua, phong trào tuổi cao gương sáng luôn được Hội Người cao tuổi thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch phát động rộng rãi, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều hội viên tham gia sinh hoạt. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương người cao tuổi tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, xây dựng thôn xóm văn hóa, góp phần xây dựng phong trào của Hội Người cao tuổi trên địa bàn huyện ngày càng phát triển vững mạnh. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Loan, Đài Truyền thanh huyện Lập Thạch. Thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, Hội Người cao tuổi thị trấn Lập Thạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia sinh hoạt hội, gắn phong trào với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy tuổi cao nhưng các cụ luôn có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, phê bình thẳng thắn, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh. Trong gia đình, các cụ luôn giáo dục, nhắc nhở con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều cụ còn tích cực tham gia lao động sản xuất. Xác định rõ tổ chức hội là một tổ chức đặc thù, chính là những người mà đã có công sinh thành dưỡng dục ra các con các cháu, là những người được trải qua thăng trầm lịch sử của đất nước và được trải qua những kinh nghiệm trong các môi trường lao động sản xuất, công tác và học tập. Các cụ là những người đã dày dặn về kinh nghiệm, từ những cái kinh nghiệm đó để xác định truyền giao cho các thế hệ trẻ, lấy cái uy tín của người cao tuổi là nòng cốt để mà giáo dục dưỡng dục cho các con các cháu. Tuy phần đa các cụ không còn trực tiếp làm việc nhưng lại luôn sẵn sàng phổ biến kinh nghiệm sẵn có cho các con cháu phát triển kinh tế, mở mang dịch vụ chăn nuôi, tạo công ăn việc làm cho lao động trong gia đình xã hội. Vì vậy hiện nay trong toàn thị trấn, số hộ hội viên người cao tuổi có đời sống kinh tế khá giàu với mức thu nhập từ 50 triệu đồng một năm trở lên chiếm 30%. Tỷ lệ gia đình hội viên thuộc hộ nghèo chỉ còn 11 hộ. Là chúng tôi là những người là sinh hoạt hội đầu tiên nhất, từ lúc 43 tuổi, năm nay 73 tuổi rồi. Từ 6 người con, từ cho về xã hội thì con cái tôi đều trưởng thành và ngoan ngoãn về xã hội, về đều bảo đảm kinh tế thì chúng tôi dạy bảo các cháu tức là phải tự mình cứu mình, tức là phát triển về lợn, trâu bò và nông nghiệp và ruộng lúa, nói chung là tự cung được cấp hết, bảo đảm đời sống tương ổn định. Năm nào nó có về hạch toán kinh tế đều có lại. Với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên người cao tuổi đã tích cực đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường, tham gia phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với sự đa dạng của các loại hình câu lạc bộ, thu hút đông đảo hội viên luyện tập, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho mỗi người cao tuổi. Từ năm 2012 đến nay, hội thường xuyên duy trì 2 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và câu lạc bộ dưỡng sinh với 180 thành viên. Bên cạnh đó là những người cao tuổi được mọi người trong tổ dân phố kính trọng. Vì vậy, ở các tổ hòa giải, các cụ đều tích cực tham gia giải quyết những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn gia đình, giúp cho tình làng nghĩa xóm ngày thêm bền chặt, gia đình sống hòa thuận. Các cụ là những người đã hoàn thành cái công việc của Đảng, của nhà nước. Sau khi trở về địa phương, lại tiếp tục tham gia công tác, mà lại tiếp tục tham gia vào cái công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Là những người cao tuổi hiện nay tham gia trong các cái tổ chức hội, và bên cạnh đó tham gia vào công tác chính trị, các tổ chức chính trị như là làm bí thư chi bộ, làm trưởng ban công tác mặt trận,
cựu và chi hội trưởng cựu chiến binh hoặc một số các tổ chức khác như là tổ chức khuyến học rồi các cái tổ hóa giải trong khu phố nói là đấy là một cái vai trò nòng cốt của hội viên hội người cao tuổi. Với những đóng góp đó mà năm nào hội người cao tuổi thị trấn Lập Thạch cũng được công nhận là đơn vị vững mạnh, nhiều năm liền được nhận giấy khen của các cấp. Chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.